Chỉ tính trong tuần qua, đã có trên 36 hectare tiêu, chủ yếu là tại hai huyện Đạo Oai, Đức Trọng, bị bệnh chết nhanh. Tỷ lệ hại có nơi lên đến 15%. Để quản lý bệnh chết nhanh hồ tiêu trong giai đoạn mùa mưa hiện nay, bà con nông dân cần bón phân cân đối, đặc biệt là phải bón phân chuồng hoai mục để tăng độ tơi xốp cho đất. Bổ sung thêm phân bón qua lá theo từng thời kỳ sinh trưởng để đảm bảo lượng dinh dưỡng, đa lượng, vi lượng cho cây. Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma để ủ phân chuồng là tốt nhất. Không xới xáo mặt đất vùng rễ cây khi trời mưa. Làm rãnh thoát nước, không để vườn bị úng. Kịp thời trừ rệp sáp, tuyến trùng hại rễ, v.v.